chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Cháu gọi Hoài Linh Trường Giang bằng cậu, dù nhiều mối quan hệ với nghệ sĩ lớn nhưng tôi vẫn bị hà hiếp nhiều. Dù có nhiều mối quan hệ với nghệ sĩ lớn như vậy nhưng tôi cũng bị hà hiếp nhiều trong showbiz, Võ Đăng Khoa cho biết. Mới đây tại chương trình Nói Đi Ngại Chi, diễn viên Võ Đăng Khoa lần đầu tiết lộ mối quan hệ giữa mình với Hoài Linh và Trường Giang. Hai người được anh gọi là cậu trong showbiz. Người ta nghĩ tôi vào showbiz thấy người sang bắt quàng làm họ, kích nghĩ lung tung. Nói Hoài Linh, Trường Giang hỗ trợ tôi là đúng vì đây là mối quan hệ từ đời trước rồi. Nhiều người cứ hỏi thằng Võ Đăng Khoa là ai mà vào showbiz. Cứ hết kêu người này là cậu, lại kêu người kia là chú, là anh hai, anh ba, anh tư. Người ta nghĩ tôi vào showbiz thấy người sang bắt quàng làm họ, kích nghĩ lung tung. Có lần tôi tham gia một game show, người ta nói tôi nịnh bợ Trường Giang, bày đặt kêu là cậu nọ, cậu kia. Mọi người không biết rằng cậu Hoài Linh, cậu Trường Giang là kết nghĩa với mẹ tôi từ thời tôi còn nhỏ xíu, chưa đi làm nghề, chứ không phải vào showbiz mới quen. Bây giờ người ta kêu mẹ mình là chị hai thì mình phải kêu người ta là cậu. Chứ chẳng lẽ gọi là anh Linh, anh Giang, tôi phải kêu theo đúng vai vế. Mọi người cứ nói tôi nịnh bợ nhưng sự thật lại là như thế. Cách đây tầm 20 năm trước, Hoài Linh đã nổi tiếng rồi, nhưng không đình đám như thế đâu. Từ thời đó, Hoài Linh đã kết nghĩa với mẹ tôi rồi, có thể coi là hai chị em kết nghĩa từ thời Hàng Vi, khi nhà tôi còn nghèo khó. Mẹ tôi vốn rất quý nghệ sĩ, hồi đó cậu Hoài Linh hay đi qua bến phà Mỹ Thuận, mẹ tôi toàn lấy bánh trái ra cho, nên cậu Hoài Linh kêu mẹ tôi là chị hai, tôi lớn lên nên mới gọi là cậu. Điều này đã tạo nên những tai họa khiến tôi phải tự chịu. Về việc bị mọi người nói này nói nọ, khi gọi Hoài Linh là cậu, tôi thấy bình thường chứ không có vấn đề gì. Chẳng qua là người ta không biết, chỉ nghe qua một tiếng gọi của tôi, họ không phải là tôi, chưa biết hoàn cảnh, những gì tôi và gia đình tôi từng trải qua nên mới nói như vậy. Tôi quen rồi, dần dần mọi người sẽ biết về tôi nhiều hơn chứ không chỉ qua một vài cái game show. Dù có nhiều mối quan hệ với nghệ sĩ lớn như vậy, nhưng tôi vẫn bị hà hiếp nhiều trong showbiz. Hồi tôi mới vào nghề còn rất nhiều điều chưa biết nên phải hỏi cho rõ, hỏi đến khi nào biết thì thôi. Chính vì thế nhiều người nghĩ rằng tôi không tin tưởng họ. Cá tính của tôi là chưa biết thì phải hỏi, mà tôi là phải hỏi tới nơi tới chốn. Vì thế nên họ nghĩ tôi cái gì cũng muốn biết, muốn thâu tóm họ. Từ điều này đã tạo nên những tai họa khiến tôi phải tự chịu.